Hello mọi người. Nay mới về được hai con máy nữa các bạn. Con Agenot XT này mình thấy đẹp quá, mình mua thử thôi. Mua thử cho nó làm sao. Không, cái tay quay ăn tiền các bạn. Tay quay này là em ok. Tay quay ăn tiền. Cái cối ăn tiền. Phối màu của cái máy cũng ăn tiền luôn. Nó cũng tương tự với con AX rồi Olivio nữa các bạn. Cái kiểu làm nó cũng tự tự nhau. Có cái này thì tự nhiên cục màu đen thấy kỳ ha, xấu quá. Cục này phải làm cùng màu với cái máy luôn ngon. Cái này bằng mũ. Cổ sân khởi các bạn. Malaysia. Quay gì? Im mượt các bạn. Máy đẹp. Này phải 95 trên 95%. Đưa ba con. Có con kit này nó hơi xấu. Tại đó giờ mình chưa cầm được con kit bự nữa chứ. Thấy con kit này bút luôn. Kit 3.5 các bạn. Kit Carrier 3.5 Made in Japan nè. Cái núm này sao mà không biết sao mà để sao mà cái núm này nó chạy nhiều được. Không hiểu nổi nha. Con này đối với mình là xấu nha. Còn shop bán là máy này em để người ta chơi xấu thôi. Máy này phải gương là được. Nhiều khi đẹp luôn đó. Tại vì cái lô còn được nè. Cái lô còn đẹp đó các bạn. Lô gì là còn đẹp đó. Chứ không có xấu nè. Có cái phần này. Phần này thì coi mấy con đai qua kit. Rồi phần này nó chạy. Kiếm được con đai qua kit nào ấy, mà chỗ này không chạy là máy đó là ít sử dụng lắm nha các bạn. Cái bên Nhật về là máy kit là phần lớn là chỗ này nó chạy nhiều nhất nè. Phần này nó dễ bị chạy lắm nè. Thường là mình thấy kit đó, nó có cái cuộn BE sẵn ở trong đây nhưng mà máy này không có BE. Nhưng mà có cái được cái là gì các bạn biết không? Này cái cối cũng bóng hới luôn nè. Cối không bị biển ăn nha. Cối trên đây chạy các bạn ơi. Không đáng kể giờ lắng o chứ không có bị nhám. Dòng đai qua kit này thì nó phần lớn con nào nó cũng có cốt trợ lực nha các bạn. Cốt trợ lực nè. Chung con máy này đối với mình là nó xấu. Đó, nhưng mà được cái nó quay còn cực kỳ im mượt nha các bạn. Nói chung dòng này xấu thì xấu nhưng mà còn im mượt là được à. Cái này cũng còn ok luôn, cái gạch cước cũng ok luôn chứ nó không có bị cà gích nha các bạn. Đó. Đó. Mới về hai con được hai con này. Nói chung là mua về trải nghiệm thôi. Còn quay im mượt là được. Được cái hiểu không? Đây. Đây là núm RCS nha các bạn. Núm này mình có hỏi giá không anh mình rồi. Giá mới là con này khoảng 800.000. Đầu mắt dữ nha các bạn. Cái núm 800.000 bạn RCS của chủ Nhật nha các bạn. Đó. Cái chỗ này biết nó bị cái làm cái gì mà cái chỗ quay tay quay mà chạy được cũng hay. Cái núm này cầm khá là chắc chắn nha các bạn. Đó. Cái núm viên của nó thấy gốm chết. Kiếp này phải độ núm tròn luôn gì mới phê nè. Này cối nè, cối đẹp quá. Cối đẹp là cái này nè các bạn. Bên Nhật nó phần lớn nó câu biển nè. Mà cái này còn đẹp là ok, không bị muối ăn là ok à. Đó. Mấy bạn ha, nhiều khi mấy thấy mấy người ta mua mà tao phái máy mà có dây sẵn các bạn. Máy mà có dây sẵn nha là mấy bạn đâu được kịp đâu có kiểm tra được cái cối đâu. Tính lời được cộng dây nhưng mà cuối cùng ở trong cái cối nó bị muối ăn ở trong á. Là mới tính mấy bạn tính thử rồi, ai lời ai lỗ. Bị mua ha, đừng có ham mấy cái máy có dây nha các bạn. Đó. Dây mình tự mình mua mình kiểm tra được cái cối này không bị gì thì ok, còn dây nó mua để trong máy lâu rồi á. Nước biển nó ăn ở trong sao thấy à. Đây đừng có ham dây. Nhiều người thấy mua thấy ham dây lắm. Nhất là mấy con máy bự này. Máy bự gì ha. Mà nó vô dây đầy máy là biết nhiêu tiền các bạn. Máy e Nhật mà. Mà sao nó không có để 5 năm sản xuất các bạn. 6, 6, 4, 6, 1 à. Nó không có để 5 sản xuất là không biết được mò luôn.
lần đầu tiên cầm được con kiếp bự luôn các bạn. Quay em mượt lắm, mình cũng có quay rồi, để mình ghép clip nó vô để đi trải nghiệm các bạn ơi. Trải nghiệm xong rồi bán các bạn ơi. Con này mình mua thì nó 1.150.000, đẹp quá, mua luôn đó, giờ chưa có xài, phải mua trải nghiệm. Còn con kiếp này thì 2.500.000 các bạn, mình thấy người ta bán hình như 3.000.000, 2.800.000, 2.900.000, 3.000.000 không à. Thấy 2.500.000 thấy cũng được, quất luôn, để được cái nấm này rồi sết này nè. Rồi giờ vô cước các bạn ơi, con này vô cước thì đi vô cước đi ra cái hầm cá nuôi của chúng ta giật cá cha thử, còn cái này vô be đi lưu ghe cá chim. Uống chưa? Uống rồi luôn rồi kìa. Nước hồi nào mà con uống vậy?